Xin kính chào quý các anh chị. Covid-19 lần thứ tư xảy ra có thể nói là rất là nặng nề và nguy hiểm, ảnh hưởng mọi mặt đời sống của người dân, của các doanh nghiệp. Hay nói cách khác, nó ảnh hưởng nặng nề lên toàn xã hội, gây thiệt hại không biết bao nhiêu. Trong cái bối cảnh này thì mọi thứ đang diễn ra có thể nói là khốc liệt, và cũng có thể nói là nó là chưa từng có trong mấy chục năm qua ở Việt Nam chúng ta. Thì cái nội dung hôm nay thì Phục trao đổi gồm có, đầu tiên là cái Covid-19 và những cái hệ lụy nó đã gây ra cho chúng ta. Thứ hai là những cái nguyên nhân về chủ quan. Khách quan thì rõ ràng cái dịch Covid nó đến chúng ta không thể ngờ được rồi. Còn có những cái nguyên nhân chủ quan mà nó dẫn đến những cái hệ lụy rất rất là đau lòng, rất là phức tạp như hiện nay. Và tiếp theo là có những cái giải pháp cho chúng ta để xây dựng được một cái gọi là tài chính cá nhân bền vững, hướng đến chúng ta sẽ là những người không những không gọi là gánh nặng của xã hội mà trở thành những người có thể hỗ trợ cho xã hội phát triển hơn, vì một đất nước Việt Nam tươi đẹp, hùng cường hơn. Đầu tiên là về cái tình hình Covid lần thứ tư. Thì ở trên đây là tôi đã cập nhật đến ngày 21 tháng 7 năm 2021, đến 6 giờ ngày 21 tháng 7 năm 2021. Chúng ta có thể thấy ở trên này cột màu xanh đó là số ca mắc Covid nhập cảnh ở Việt Nam. Ở Việt Nam, nhập cảnh tức là từ nước ngoài về, những công dân của người Việt từ nước ngoài về. Cái đường màu đỏ là số ca Covid mắc trong nước. Thì tính đến giai đoạn 1 thì từ ngày 23 tháng 1 đến ngày 24 tháng 7 năm 2020 thì có 415 ca. Trong đó thì 106 ca trong nước và 309 ca nhập cảnh. Giai đoạn 2 là 25 tháng 7 năm 2020 đến 27 tháng 1 2021 thì có 1.136 ca. Thì ở trong nước có 554 ca và 582 ca nhập cảnh. Giai đoạn 3 từ ngày 28 tháng 1 đến ngày 26 tháng 4 năm 2021, 1.301 ca, trong đó 900 ca, 30 ca trong nước và 391 ca nhập cảnh. Thì cái giai đoạn 4 là giai đoạn đang diễn ra hiện nay, vô cùng phức tạp. Tính từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 thì có tới 62.755 ca. Thì trong đó trong nước là 61.940 ca và nhập cảnh có 815 ca thôi. Chúng ta có thể thấy về cái số lượng ca mắc riêng cái giai đoạn 4 này nó gấp 4-50 lần mỗi giai đoạn trước. Rất kinh khủng, rất kinh khủng. Và chúng ta đã từng chứng kiến ngày 18 tháng 7 năm 2021 đấy ạ, số ca Covid đã lên đến 5.887 ca ở trong nước. Phải nói rất kinh khủng. Và đến ngày 19 tháng 7 thì còn 4.175 ca. Ngày 20 tháng 7 là 4.789 ca. Và tính đến 6 giờ sáng ngày 21 tháng 7 năm 2021 nó là 2.775 ca. Thì có thể thấy cái dịch đang diễn ra phức tạp nhất đúng vào cái giai đoạn này. Phải nói rất nguy hiểm, rất nguy hiểm. Và dịch này thì nó xuất phát từ cái chủng mới, bây giờ gọi là chủng Delta. Chủng này thì rất nguy hiểm, lây lan rất kinh khủng. Cộng thêm rất nhiều F0 thì họ lại không có biểu hiện của bệnh. Chính vì thế cho nên cái việc kiểm soát trở nên khó khăn hơn rất nhiều, khó khăn hơn rất nhiều. Ở thành phố Hồ Chí Minh, dịch phức tạp đến mức hiện nay còn rất nhiều các F0 mà không có biểu hiện thì cũng đều phải tự cách ly ở nhà. Cách ly ở nhà thì số giường bệnh cho những cái bệnh nhân nặng thì về cơ bản cũng không quá nhiều, và thành phố Hồ Chí Minh đã phải lập rất nhiều các cái bệnh viện dã chiến. Tuy cái tình hình phức tạp như thế này nhưng mà chính phủ chúng ta hết sức bình tĩnh và đã đưa ra những cái giải pháp hết sức cụ thể và khuyến nghị người dân cùng nhau chống lại cái đại dịch này và đẩy lùi nó. Thì cái việc này, ngoài việc từ cơ chế chính sách quy định của nhà nước, thì rất cần cái sự tuân thủ của mỗi người dân chúng ta. Từ đó thì mới sớm ngăn chặn được đại dịch và giúp cho hoạt động kinh tế xã hội vân vân của chúng ta trở lại một cách bình thường. Thì cái Covid xảy ra lần này thì thực sự mà nói, nó đã
gây ra không biết bao nhiêu cái việc rất nguy hiểm. Thì những người không có công việc ổn định chẳng hạn là những người ảnh hưởng đầu tiên. Tôi lấy ví dụ những người nhặt ve chai, những người bán vé số ở Sài Gòn chẳng hạn. Số lượng này không hề ít một chút nào, trong miền Nam không hề ít một chút nào. Thì khi dịch Covid xảy ra như thế này, giãn cách toàn xã hội ở các cái tỉnh này như thế này, thì rõ ràng họ không còn cái cần câu cơm. Và việc lo ăn từng bữa đã là một điều vô cùng khó khăn. Còn chưa nói đến những người già mắc bệnh thì còn nguy hiểm nữa, đúng không ạ? Rồi là những người vô gia cư, thì bây giờ họ là những cái đối tượng dễ bị tổn thương nhất. Không những về cái dịch bệnh, rồi lại còn về liên quan đến ăn uống sinh hoạt vân vân. Và chính họ nếu mà không được kiểm soát tốt thì sẽ là những nguồn lây nhiễm dịch bệnh rất khủng khiếp và có nguy cơ là mất kiểm soát nếu không ngăn chặn kịp thời. Thì tôi được nghe trực tiếp từ những người bị ảnh hưởng bởi cái lĩnh vực này. Ví dụ lĩnh vực hàng không, rất nhiều các anh chị bạn bè của tôi làm trong lĩnh vực này, họ cũng phải tha lên. Bây giờ thu nhập họ giảm còn một nửa, thậm chí còn 1/3, bởi vì các hãng hàng không đâu có bay được, đúng không ạ? Chỉ bay được phần hàng hóa thôi, còn phần hành khách thì hạn chế gần như tối đa. Kể cả hành khách có bay được đi chăng nữa thì cái yêu cầu về bảo hộ, yêu cầu về phòng chống dịch bệnh thì cũng khiến họ bị lỗ rất lớn. Chính vì thế cho nên thu nhập của họ về cơ bản bị ảnh hưởng rất nặng nề. Nếu nhiều anh chị trước đây mà chỉ dựa vào cái đồng lương thu nhập từ công việc để nuôi con cái đi học ăn ở thì bây giờ khẳng định luôn là thu nhập của họ không đủ. Rồi là đến những cái anh chị bán hàng online, bán hàng online cũng than lên rằng ôi kiếm tiền khó quá. Đặc biệt là những người bán hàng online ở trong miền Nam, khi họ lên mạng họ bán hàng online bây giờ ấy, thì tỷ lệ hoàn hàng có những người cho rằng hoàn hàng lên đến 70-90%. Tức là người này người kia họ đặt hàng thì ship vận chuyển đến, thì do lý do giãn cách này, rồi là lý do liên quan đến là họ đã làm việc ở nhà, họ không đến cơ quan này, rồi là lý do thu nhập họ bị suy giảm này, rồi lý do họ bị đi cách ly rồi, rồi rất nhiều các lý do khác khiến cái tỷ lệ hoàn hàng lên đến 70%, thậm chí có người 90%. Chính vì thế cho nên rất khó khăn cho những cái anh chị kinh doanh online nữa. Kinh doanh online. Rồi là các cái anh chị trong các cái lĩnh vực về du lịch, khách sạn cũng bị ảnh hưởng cực kỳ nặng nề, khi công việc của họ về cơ bản đã thất nghiệp cách đây hơn một năm. Mà chi phí chúng ta vẫn phải chi, cuộc sống chúng ta vẫn phải sống. Rất nhiều người bám trụ lại ở các thành phố, phải thuê trọ, phải sống nhờ những cái đồng lương đó, thì bây giờ khó khăn vô cùng luôn. Khó khăn vô cùng luôn. Điều này rất nguy hiểm, rất nguy hiểm. Tuy vậy thì đất nước chúng ta luôn nổi tiếng với cái tinh thần dân tộc cao, tương thân tương ái, biệt những cái lúc khó khăn, lá lành đùm lá rách và giúp đỡ nhau rất nhiều. Thì về mặt tạm thời, những cái người ở các cái khu cách ly, các khu cách ly về cơ bản họ sẽ không chịu đói, bởi vì sẽ được cứu trợ hết đoàn này đến đoàn khác, không nhất thiết là phải từ nhà nước mà từ những người dân đến với nhau. Lá lành đùm lá rách thì đùm lá rách hơn. Thế thành ra về cơ bản những cái việc ăn uống sinh hoạt của họ có thể chưa đến mức đói xảy ra, chưa đến mức đói xảy ra, nhưng đó chỉ là ngắn hạn mà thôi, đó chỉ là ngắn hạn mà thôi. Còn vấn đề này nếu mà không giải quyết được triệt để thì chúng ta sẽ gặp rất nhiều các cái hệ lụy trong tương lai nữa, khi mà kinh tế phát triển hơn nữa, giàu nghèo phân cấp hơn nữa thì lại cực kỳ phức tạp. Đó, những cái tinh thần tương thân tương ái như tôi đã trao đổi, nó chỉ là giải pháp tạm thời thôi. Nó không thể giúp Việt Nam chúng ta hùng cường mạnh mẽ lên được. Mạnh mẽ lên được. Chính vì thế, chúng ta cần phải nhìn nhận vào cái bản chất vấn đề, vì sao dẫn đến cái việc khó khăn như vậy. Để từ đó có những cái giải pháp đưa ra để thực hiện hành động một cái quyết liệt. Và sau này, kể cả những cái khó khăn có xảy ra đi chăng nữa, thì chúng ta vẫn chủ động được hoàn toàn. Chúng ta không phụ thuộc vào những cái nguồn
cứu trợ hay là những cái nguồn từ thiện, thì đấy mới là việc giải quyết được cái cốt lõi vấn đề. Một trong những cái nguyên nhân để tìm hiểu về về cái vấn đề khó khăn như vừa rồi, thì một trong những nguyên nhân đó chính là phong cách chi tiêu theo nhu cầu của một bộ phận lớn người dân, rồi đến lối sống YOLO bị vận dụng sai của giới trẻ với 3 không: không tiết kiệm dự phòng, không đầu tư và không quan tâm đến tương lai. Tôi có nghe một cái câu chuyện của một cái anh, một ông anh chia sẻ trong Sài Gòn. Điều này không nói lên cái vấn đề là vùng miền nào cả, nhưng ý nói lên mà một số đã theo cái phong cách quá thoáng. Căn bản là do chúng ta đã sống trong cái thời bình mở cửa được mấy chục năm rồi, mọi thứ rất an bình, chưa giờ bị đói. Thế thành ra chúng ta đã chủ quan trong cái việc lo xa, không lo xa, và dẫn đến những hậu quả vô cùng nghiêm trọng như Covid xảy ra chẳng hạn. Đó. Thì cái anh bạn ấy chia sẻ với tôi rằng ở nhà anh có 2 người giúp việc. Một người thì cứ bảo là chú ơi, chú trả lương tôi thì mấy tháng một lần đi, đừng có trả tháng 1, để tôi còn có tấm có món, tôi mua vàng, tôi tích trữ, tôi tiết kiệm. Ngược lại, một người thì xin lĩnh lương theo tuần, thậm chí còn ứng trước lương để chi tiêu. Chính vì thế khi Covid xảy ra, những người có dự phòng thì về cơ bản họ có mà 3 tháng, 5 tháng, thậm chí 1 năm họ chưa kiếm ra thu nhập, họ chi tiêu dè sẻ lại thì họ vẫn thoải mái. Tuy vậy, với những người mà có bao nhiêu, chi tiêu bấy nhiêu, thì họ cực kỳ khó khăn. Cực kỳ khó khăn. Và cực kỳ khổ luôn. Nếu quý vị nào đã từng trải qua cái giai đoạn mà thậm chí mình còn đói ăn cơ, trong túi không có tiền cơ, mà trong khi lại rất cần, thì sẽ thấy nó bi đát đến như thế nào. Cực kỳ bi đát. Đã, cực kỳ bi đát. Thì như vậy, rất nhiều người đã theo cái lối sống này và rất nguy hiểm. Ở giới trẻ hiện nay thì tồn tại không ít, thực sự không phải không ít mà rất nhiều, chính là cái lối sống YOLO. Tức là đời người chỉ sống duy nhất một lần, cứ xả láng đi. Thẻ tín dụng chúng ta có trong tay cứ quẹt thoải mái đi. Có những anh bạn thu nhập 3-40 triệu tháng, nhưng cuối cùng sau 5-7 năm đi làm, nhìn sổ tiết kiệm là con số không tròn trịnh. Còn rất nhiều bạn trẻ trước đó chỉ quan tâm đến việc mua sắm váy vóc, mua son, đi chơi, vân vân. Thì đến khi lấy chồng, đến khi lấy vợ, nhìn ra hóa ra sổ tiết kiệm của mình không được đến vài chục triệu. Điều này vô cùng nguy hiểm. Thực sự vô cùng nguy hiểm. Nguy hiểm không những là cái Covid này, mà còn trong những cái điều kiện, ví dụ như chẳng may người nhà chúng ta bị tai nạn chẳng hạn, hay người nhà chúng ta bị bệnh hiểm nghèo, hay chính chúng ta bị như vậy, vậy chúng ta sẽ lấy tiền đâu, lấy tài chính ở đâu để chúng ta có thể giải quyết những cái việc như thế. Thậm chí có rất nhiều người vì không có tiền, không dám đến bệnh viện khám, đau ốm không dám đến, thì đến lúc đi khám cuối cùng không chịu được nữa rồi thì đã là ung thư giai đoạn cuối rồi. Với rất nhiều người vì không có tiền mà không khám chữa được, không mổ được, vân vân, và dẫn đến thậm chí còn mất mạng sớm cả. Thì điều này phải nói là vô cùng nguy hiểm. Thì cái Covid nó xảy ra, nó mang lại rất nhiều những cái hệ lụy vô cùng nguy hiểm, nhưng nó cũng chính là cái liều thuốc thứ về mặt tài chính đối với người dân của chúng ta, đối với tất cả mọi người. Nó giúp cho chúng ta tìm được ra cái lỗ hổng của mình. Đó là cái công tác quản trị tài chính quá kém. Cái điều này lẽ ra ở Việt Nam phải rất tốt cơ, bởi vì cha ông chúng ta có truyền thống về tiết kiệm, về tích lũy từ xưa đến nay rất nổi tiếng. Nhưng gần đây nó đã bị mai một đi khá nhiều. Việt Nam nổi tiếng là một nước trong quá khứ có tỷ lệ tiết kiệm cao nhất thế giới. Nhưng gần đây nó đã bị phai nhạt đi nhiều. Điều đó vô cùng nguy hiểm. Và tiếp theo tôi cũng không muốn nói đến vùng miền gì cả, nhưng về cơ bản
nếu về cái việc tiết kiệm và dự phòng, những người, những anh chị ở trong miền Nam về cơ bản là đang bị kém hơn, đang bị kém hơn. Tôi cũng có rất nhiều bạn bè họ hàng trong đó, có, tất nhiên có những người họ tích lũy rất cẩn thận, nhưng mà đấy có, cũng có rất nhiều người được bao nhiêu xào bấy nhiêu, có đồng nào tiêu sạch đồng, điều đó vô cùng nguy hiểm. Tiếp theo, vậy thì chúng ta đã nhận diện được cái lỗ hổng rồi, nhận diện được lỗ hổng rồi, và chúng ta cũng biết nguyên nhân là gì rồi. Chính vì thế cho nên tôi cũng cùng với các anh chị đây đưa ra cái giải pháp để xây dựng cái chiến lược và cái kế hoạch thực thi tài chính cá nhân đối với mỗi người dân, đối với mỗi chúng ta, đặc biệt là những người mới bắt đầu đi làm thì chúng ta bắt đầu ngay được thì nó tốt. Tuy nhiên đối với những người kể cả 40-50 tuổi rồi, chúng ta bắt đầu vẫn không hề muộn một chút nào, không hề muộn một chút nào. Thì chúng ta cần phải ngay lập tức và không trì hoãn xây dựng cái chiến lược và thực thi ngay. Đó là cái chiến lược 3 bước để hướng đến tự do tài chính. Đầu tiên, cái bước đầu tiên đó chính là bước tích lũy tư bản. Tiếp theo, bước tiếp theo đó là phát triển tư bản. Và bước cuối cùng đó chính là hướng đến mục tiêu tự do tài chính để trường tồn, có thể giúp đỡ mọi người, có thể xây dựng cho gia đình mình cái sự thịnh vượng lâu dài, sung túc lâu dài, rồi xã hội vân vân. Thì chúng ta sẽ đi vào từng giai đoạn mà chúng ta cần phải chuẩn bị. Đầu tiên, cái giai đoạn 1 đối với tất cả chúng ta, trừ những vị mà con nhà tỷ phú hay con nhà có rất có điều kiện rồi, thì giai đoạn này họ có thể bỏ qua. Nhưng với đa số người dân Việt Nam thì giai đoạn này là giai đoạn bắt đầu và chúng ta cần phải quan tâm. Đó là giai đoạn tích lũy tư bản, hay tôi thường gọi là giai đoạn làm việc vì tiền hoặc làm việc cho tiền. Đó. Rất nhiều các bạn trẻ chưa ra trường hoặc mới ra trường đã hô các cái khẩu hiệu mình phải để tiền làm việc cho mình, tiền đẻ ra tiền, vân vân. Nhưng xin thưa các bạn đã nhảy cóc rồi. Các bạn ấy chưa bước qua lớp mẫu giáo mà đã đòi lên đại học rồi, là rất nguy hiểm. Thì cái bước đầu tiên mỗi người chúng ta, trừ những thiên tài ra, thì chúng ta cần phải tuân thủ, đó là tích lũy tư bản hay làm việc vì tiền. Thì ở cái bước này thì về cơ bản là do chúng ta vừa mới đi làm hoặc chưa đi làm, thành ra thu nhập của chúng ta chưa cao, kỹ năng công việc nghề nghiệp của chúng ta chưa nhiều, kinh nghiệm chưa nhiều, quan hệ xã hội chưa nhiều, vân vân. Chính vì thế chúng ta cần phải có những cái bước hành động như sau. Đầu tiên là chúng ta cần phải lựa chọn một cái công việc nó phù hợp với năng lực, nhưng mà phải có triển vọng phát triển trong tương lai cơ. Có rất nhiều người đi chọn những cái công việc mà nó có thể có thu nhập hơi cao hơn bình thường một chút trong ngắn hạn, nhưng trong dài hạn những công việc ấy rất nguy hiểm, thậm chí không tồn tại nữa. Và có những người lựa chọn những cái công việc dựa vào sức khỏe khi còn trẻ, thì đến lúc lớn tuổi hơn thì rõ ràng chúng ta bị một cái quả hổng rất lớn. Chính vì thế cho nên việc lựa chọn công việc cũng rất quan trọng. Thì quý vị có thể tham khảo thêm về các hình thái công việc ở trên kênh YouTube Chứng khoán TV AZFIN Việt Nam. Thì ở đó tôi đã nêu rất rõ về các cái loại hình, các hình thái công việc mà quý vị có thể lựa chọn cho bản thân mình, sao cho nó phát triển ngày càng tốt. Và quý vị nào lựa chọn được một cái công việc ấy mà gừng càng già càng cay, càng có tuổi, càng có thâm niên, càng có kinh nghiệm thì thu nhập lại càng cao trong tương lai, thì đấy là những cái mẫu công việc lý tưởng nhất. Và việc chúng ta làm việc ấy, nó không chỉ, tuy nói là làm việc vì tiền giai đoạn này, nhưng để nó lâu dài được, nó bền vững được và để chúng ta phát triển mạnh được thì cái công việc nó phải phù hợp với năng lực và chuyên môn của chúng ta. Đó, thì đấy là bước đầu tiên. Bước thứ hai, sau khi lựa chọn được cái công việc rồi thì chúng ta cần phải tập trung rất mạnh mẽ vào việc nâng cao năng lực, kỹ năng về chuyên môn của cái công việc chúng ta làm. Và mục tiêu đi làm việc là phải hướng đến chúng ta trở thành chuyên gia trong lĩnh vực đó. Thì xin thưa với quý vị, khi chúng ta trở thành chuyên gia ấy, trong bất kỳ một lĩnh vực nào ấy, thì chúng ta cũng đều là những người chiến thắng và thành công cả.
Ngay cả người ta chửi nhau giỏi quá, người ta lên mạng, người ta làm clip, có khi người ta cũng còn có tiền cơ, đúng không? Hay là người ta cãi nhau, hay là người ta thế này thế kia, rất nhiều thứ. Nhưng miễn là cái công việc của chúng ta cần phải trở thành chuyên gia, thì lúc đó thu nhập chúng ta mới cao. Và khi trở thành chuyên gia thì lúc đó chúng ta không sợ thất nghiệp. Chúng ta đi đâu chúng ta cũng có thể sống. Đó là cái việc thứ hai. Đó. Việc thứ ba là cần phải xây dựng và mở rộng các cái mối quan hệ trong nhiều lĩnh vực. Đó. Lúc này là lúc không những cần gia tăng cái kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng trong công việc, mà chúng ta còn cần phải gia tăng các cái mối quan hệ trong nhiều lĩnh vực đấy. Để đến lúc chúng ta cần lĩnh vực A thì có ông A ông giúp, ví dụ liên quan đến sức khỏe chẳng hạn, có anh bác sĩ bạn thân này thì giúp, đúng không ạ? Liên quan đến lĩnh vực tài chính thì có anh bạn làm trong lĩnh vực tài chính, đúng không ạ? Liên quan đến mua nhà hay này kia có anh bạn làm trong lĩnh vực bất động sản. Liên quan đến đầu tư XYZ thì có anh bạn trong lĩnh vực đó. Thì không những ở Việt Nam mà trên toàn thế giới này thôi, có quan hệ thì sẽ giúp bạn phát triển rất tốt, giúp bạn đạt được cái điều mình muốn nó nhanh hơn, nó dễ dàng hơn. Ở đây tôi không nói đến cái vấn đề quan hệ mang tính tiêu cực, tức là có quan hệ mà không tính đến năng lực, mà đây quan hệ tôi lấy ví dụ rất đơn giản như thế này. Quý vị đang cần tìm một cộng sự làm việc chẳng hạn. Nếu mà có một người bạn có quan hệ thân thiết với quý vị chẳng hạn, mà họ có năng lực đáp ứng, vậy quý vị có nhất thiết phải đi tìm người khác không? Chắc chắn là không rồi. Thì phải ưu tiên người bạn ấy thôi. Vì sao lại ưu tiên người bạn ấy? Thứ nhất là có cùng quan hệ với nhau một thời gian rồi, thế do đó quý vị sẽ rất là hiểu rõ người đó, có năng lực, rồi đạo đức, rồi phong cách làm việc, rồi đủ thứ. Thế do đó là quý vị mời ngay họ làm, thay vì quý vị phải lên mạng, quý vị đi tìm kiếm những ứng viên mà biết đâu được liệu có phù hợp với công ty hay không. Thì cái quan hệ nó rất tốt ở những chỗ đó. Hay là quan hệ sau này, khi chúng ta đầu tư, chúng ta kinh doanh, thì chúng ta như đã nói buôn có bạn bán khu phường luôn, thì cũng rất cần rất nhiều những người hỗ trợ cùng chúng ta, rồi chia sẻ cơ hội, vân vân. Và tiếp theo, ở cái việc tiền lúc này là quý vị hãy cố gắng tiết kiệm nhiều nhất có thể. Tiết kiệm nhiều nhất có thể. Bởi vì với mỗi đồng tiết kiệm bây giờ ấy, trong tương lai nó có thể bằng 10 đồng, bằng 20 đồng, bằng 30 đồng cả. Đúng không ạ? Thậm chí bằng nhiều hơn rất nhiều. Đó là mỗi đồng tiết kiệm ngày hôm nay. Và với mỗi đồng tiết kiệm thì nó cũng tương ứng với hơn một đồng làm ra cơ. Hơn một đồng làm ra. Thì chưa chắc kiếm được tiền nhiều đã là tích lũy được nhiều. Nhưng việc tiết kiệm được tốt chắc chắn là cái việc sẽ tích lũy được rất bền vững và lâu dài. Và việc tiết kiệm này thì quý vị nên đầu tư vào cái nơi nào an toàn nhất trong lúc này, không mất thời gian để tính toán. Ví dụ gửi tiết kiệm, ví dụ mua vàng, ví dụ mua trái phiếu. Thì đấy là những cái việc chúng ta cần làm ở giai đoạn này. Nhiều bạn trẻ gặp tôi khi chưa ra trường, các bạn đã muốn trở thành một nhà đầu tư rồi. Hỏi ra thì các bạn ấy chưa có kỹ năng, kinh nghiệm gì cả. Tiền thì cũng không có. Vậy thì làm sao làm được nhà đầu tư? Đúng không ạ? Chúng ta không thể đi tắt trong những cái công việc này, trừ những người xuất chúng. Mà hãy làm việc hết mình đi, làm việc ví tiền đi. Thì khi đó chúng ta vừa nâng cao được kỹ năng, vừa nâng cao được quan hệ, vừa có được thêm tiền tích lũy. Thì sau đó chúng ta mới chuyển đến cái giai đoạn thứ hai. Đó là giai đoạn phát triển tư bản. Hay nói cái khác là giai đoạn bắt đầu làm cho tiền đẻ ra tiền rồi. Thì bây giờ mới là cái lúc tiền đẻ ra tiền. Vậy khi nào thì đến được giai đoạn này? Thì khi cái quy mô tài sản chúng ta bỏ riêng ra bên ngoài ấy, chứ không phải là tài sản tính cả cái nhà chúng ta ở nhé, thì tối thiểu khoảng 200.000 USD. Tức là chúng ta chịu có trở thành chuyên gia, chúng ta chịu có tiết kiệm tích lũy, và chúng ta có được khoảng độ 4 tỷ trong tay chẳng hạn. Thì lúc đó chúng ta cũng cần bắt đầu phải chú ý hơn đến cái việc tiền đẻ ra tiền rồi. Bởi vì khi đó sức lực của chúng ta
Về cơ bản lúc đạt được cái mức này thường là nó cũng khoảng độ 30 tuổi rồi, hoặc nhỉnh 30 tuổi rồi, hoặc 35 tuổi rồi. Thì lúc đó cái sức cơ học của chúng ta để làm tăng ca hay là làm quần quật như trâu để tăng thêm thu nhập thì nó cũng rất tốt thôi. Nhưng mà nó cũng không được nhiều, không được nhiều rồi. Hơn nữa lúc đó thì chúng ta cũng có gia đình, có vợ, có con, có chồng, có con, thì cũng cần phải thời gian chăm lo cho gia đình. Không thể đi làm tối ngày như cái lúc làm việc vì tiền như ở trên nữa rồi. Đó. Và hơn nữa, với việc quý vị có khoảng 4 tỷ trong tay, nếu quý vị đầu tư tối ưu được hơn khoảng độ 5% một năm đi, thì quý vị đã có thêm được 200 triệu rồi, tương ứng với mỗi tháng thêm khoảng độ 16-17 triệu. Thì nó sẽ hiệu quả hơn nhiều so với việc chúng ta cứ cố gắng lao đầu vào công việc rất mệt mỏi mà chưa chắc đã tăng được thu nhập thêm độ hơn chục triệu một tháng nữa đâu. Điều đó là rất khó. Và hơn nữa thì có cái giai đoạn thứ hai này thì chúng ta mới hướng được đến cái việc gọi là tự do tài chính và có thể nghỉ hưu sớm hơn. Nghỉ hưu sớm hơn thì với những cái đặc điểm ở giai đoạn này như vậy thì chúng ta cần phải hành động như sau. Đầu tiên là phải duy trì ổn định cái công việc hiện có, lấy cái nguồn thu nhập. Bởi vì về cơ bản nếu tài sản đầu tư của chúng ta là 200.000 đô thì chúng ta vẫn chưa thay thế được cái kênh thu nhập ổn định từ lương nữa. Đúng không? Thế thành ra chúng ta cần phải duy trì ổn định cái công việc này. Và đặc biệt nhờ công việc này mà chúng ta có làm việc với đồng nghiệp, đúng không ạ? Có thêm các mối quan hệ vân vân, rồi niềm vui của chúng ta, rồi chuyên môn của chúng ta ở đây, thì chúng ta phải duy trì ổn định. Nhưng không nhất thiết phải quá tập trung phát triển mạnh nó. Nếu quý vị không xác định rằng mình định lên lãnh đạo hay mình định lên một cái vị trí nào đó rất to. Đó. Thứ hai, trong cái giai đoạn này ấy, thì cần phải nâng cao kiến thức và kinh nghiệm các kênh đầu tư. Các kênh đầu tư. Lúc này là tài sản đầu tư chúng ta bắt đầu lớn rồi. Thì chúng ta phải rất là chú trọng dành thời gian cho việc nâng cao kiến thức, kinh nghiệm. Các kênh đầu tư. Các kênh đầu tư. Và thứ ba là chúng ta dành thời gian xây dựng cái kênh thu nhập thụ động từ những cái kiến thức học được kìa. Và dần biến nó thành một cái kênh thu nhập chính cho bản thân, cho gia đình chúng ta. Thì chỉ có khi xây dựng được một cái kênh thu nhập thụ động từ đầu tư thì lúc đó quý vị mới không phụ thuộc vào công việc và quý vị mới có thể gọi là tự do tài chính và nghỉ hưu. Thì quý vị mới có thể đạt được. Thì tôi có những anh bạn sau khoảng 9-10 năm làm việc quần quật 10 năm thì về cơ bản bây giờ cũng tích lũy đâu đó được hơn chục tỷ. Cái việc dùng cái số đó các anh chị bây giờ đầu tư rất hiệu quả. Trong quá khứ thì trung bình mỗi năm đâu được 30%. Nhưng mà trong tương lai thì chúng tôi cho rằng nó cũng không thể cao như thế. Nhưng mà với cái việc có kiến thức, có kỹ năng rồi thì anh hoàn toàn có thể được 20% một năm. Thì như vậy một năm cái sinh lời thụ động cho anh từ đầu tư nó đã là 2 tỷ rồi. So với mức chi tiêu một năm đâu đó khoảng độ 500-600 triệu cả gia đình thì nó đã gấp hơn 3 lần. Thì lúc đó chúng ta gọi là tự do tài chính diện. Đó. Và đặc biệt sau mỗi năm như thế thì anh lại bỏ ra được thêm vài tỷ, anh lại đập vào gốc, lại lâng lên. Thì chỉ đôi 3 năm sau là các anh chị có 1 triệu đô chẳng hạn. Rồi dần dần tài sản nó cứ thế nó gia tăng. Đến một mức nào đó thu nhập thụ động nó lên đến cực lớn rồi. Lên đến bằng cả một doanh nghiệp nhỏ rồi chẳng hạn. Thì nó là một cái gì đó rất bền vững. Và chúng ta hướng đến một cái giai đoạn tiếp theo. Đó là giai đoạn thứ ba. Xây dựng để trường tồn. Thì cái quy mô tài sản đầu tư thông thường để khi đến cái giai đoạn này ấy, nó đạt thường khoảng 2 triệu USD. Qua cái nghiên cứu của chúng tôi. Đúng không? Thì sinh lời thụ động cao gấp 10 lần so với chi tiêu hàng năm. Ví dụ 2 triệu USD, các anh chị đầu tư lợi suất được 15% một năm đi. 10% thôi cũng được. 10 đến 15% đúng không ạ? 10% là được 200.000 USD là 460 triệu. Đúng không ạ? 15% là 300.000 đô là bao nhiêu? 7 tỷ đúng không ạ? Thì lỗi 10% là được 4 tỷ 6, 4 tỷ 7 một năm. Còn nếu mà sinh lời đến 15% thì có thể đạt được đến gần 7 tỷ. Sinh lời đến 20% thì anh ta đạt được gần 10 tỷ một năm. Thì khi đó cái việc đầu tư để kiếm nhiều tiền hơn nữa,
tất nhiên vẫn quan trọng nhưng nó không phải là ưu tiên lớn nhất. Mà ưu tiên lớn nhất vào cái giai đoạn này ấy, là làm sao họ xây dựng được cái danh mục các tài sản một cách đa dạng hóa, bền vững, hướng đến bền vững và sinh lời một cách ổn định để có thể duy trì lâu dài. Và cũng ở giai đoạn này thì người ta cũng không quan tâm nhiều đến những cái công việc quá mất quá nhiều thời gian nữa. Thì bởi vì người ta tự do tài chính và người ta có thể tự do về mặt thời gian nếu người ta muốn. Và khi đạt được cái mức này rồi, người ta lại có mong muốn và cũng nên hướng đến cái việc, nên hướng đến việc chia sẻ và lan tỏa kiến thức thành công đến với mọi người xung quanh, đến với xã hội, đến với xã hội. Và cũng trong giai đoạn này thì những người đạt được đến mức này thì cần tập trung nhiều vào đào tạo đội ngũ kế cận, tức là đào tạo con cháu, đào tạo những người kế cận chúng ta. Ở doanh nghiệp là đào tạo đội ngũ lãnh đạo kế cận, còn ở gia đình đó là đào tạo con cái, đào tạo cháu để xây dựng được cái văn hóa và truyền thống gia đình gia tộc một cách nhất quán và hiệu quả. Từ đó hướng đến thịnh vượng lâu dài và trường tồn. Thì đây là những cái bước cần phải thực hiện để hướng đến một cái quá trình trường tồn như thế, hướng đến quá trình phát triển lâu dài. Và khi chúng ta đạt được những cái này ấy, thì ít nhất chúng ta không phải là gánh nặng của xã hội. Rồi lâu hơn là chúng ta giúp đỡ được cho bản thân, giúp đỡ được cho những người thân trong gia đình, giúp đỡ được cho bạn bè và hướng đến giúp đỡ được cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Thì hướng đến một Việt Nam vững mạnh và hùng cường hơn. Thì trên đây là những cái chia sẻ của tôi về những cái giai đoạn mà quý vị cần phải thực hiện nếu quý vị bây giờ mới bắt đầu, để có thể dần hướng đến tự do tài chính. Thì có quý vị hỏi rằng cái giai đoạn tích lũy tư bản nó kéo dài không? Thì thực sự mà nói, giai đoạn này ấy, nó kéo dài bao lâu, nó tùy thuộc vào cái việc chúng ta lựa chọn công việc có tốt hay không, cái năng lực chuyên môn và kỹ năng của chúng ta đến đâu, dẫn đến cái thu nhập của chúng ta tiết kiệm được là bao nhiêu. Thì khi đó nó sẽ quyết định cái thời gian là bao lâu chúng ta có thể thoát qua được cái giai đoạn 1 này, hoàn thành cái giai đoạn 1 này. Thực tế, ở mọi xã hội thôi, không nhất thiết ở Việt Nam, thì chắc là cũng phải chi 90% những người đến khi về hưu vẫn ở trong cái giai đoạn 1 này. Đến khi về hưu vẫn ở trong giai đoạn 1 này. Thực sự mà nói, nếu chúng ta làm việc đến 5-60 tuổi rồi mà vẫn hàng ngày vẫn cứ phải nhìn vào xem là bao giờ thì lương về, cứ gần đến lương về tinh là ui thích lắm. Nếu chúng ta cứ dựa suốt mãi vào cái đồng lương thì chúng ta không bao giờ thoát được cái giai đoạn này. Và để có được cái giai đoạn này thuận lợi, chúng ta phải rất sắt đá. Và tôi kiểm tra những cái bạn trẻ, những cái anh bạn trẻ, thì giai đoạn này đâu đó thường kéo dài khoảng 5 đến 8 năm. Đấy là những anh bạn trẻ tương đối giỏi. Còn những ai có thể bắt đầu sau hơn, muộn hơn và không nhanh được, thì nó kéo dài khoảng độ 10 đến 15 năm từ khi chúng ta bắt đầu thực hiện cái việc tích lũy này, việc tập trung chuyên môn này. Đó, thì nó kéo dài khoảng 10 đến 15 năm. Đó là những người chậm, những người nhanh 5 đến 8 năm là chúng ta đạt được cái giai đoạn này. Rồi tiếp theo, giai đoạn 2 thì thông thường để nhân cái tài sản đầu tư gấp 4, 5 lần đến 10 lần thì chúng ta cũng cần phải mất giai đoạn này cũng đâu đó khoảng độ 10 năm. 10 năm. Như vậy, nếu mà ai mà quy hoạch tốt thì đâu đó mất khoảng 10 năm đến 20 năm để có thể tự do tài chính từ lúc đi làm. Tức là nếu mà 22, 23 tuổi quý vị áp dụng thì đâu đó đến khoảng 37 đến 40 tuổi thì quý vị đã là những người tự do tài chính. Và lúc đó chúng ta vừa còn sức khỏe, đúng không ạ? Có rất nhiều thời gian chăm chút cho bản thân để làm những việc mình yêu thích rồi để cống hiến nhiều hơn cho xã hội. Còn nếu mà ai mà áp dụng muộn quá thì về cơ bản vẫn có thể đạt được, nhưng lúc đó chúng ta cũng có tuổi rồi. Thì sau hai giai đoạn thì lúc thì nó đến cái giai đoạn thứ ba này, là một cái giai đoạn rất tuyệt vời. Chúng ta được lan tỏa cho mọi người, chia sẻ cho xã hội về những thành công của chúng ta, từ đó giúp cho
đất nước phát triển hơn, tốt đẹp hơn. Thì trên đây là những cái trao đổi của chúng tôi về cái việc chúng ta cần phải xây dựng cho mình một cái chiến lược và kế hoạch thực thi tài chính tốt ngay lập tức và không trì hoãn, để hướng đến sau này chúng ta sẽ là những người có ích cho xã hội và phát triển tốt. Vâng, có bạn có anh Tâm có hỏi là có thể chia sẻ về kinh nghiệm phân bổ đầu vốn đầu tư vào các kênh như chứng khoán, vàng, trái phiếu, ngân hàng như thế nào cho hợp lý không? Thì xin thưa với anh, nếu anh đang ở giai đoạn 1 ấy, thì tốt nhất là anh phân bổ vào vàng là chủ yếu, vàng, gửi tiết kiệm hoặc trái phiếu là chủ yếu. Bên cạnh đó, nếu mà anh vẫn thích cổ phiếu thì anh muốn dúng một chân vào cái cổ phiếu trước, thì anh có thể tham gia vào cái công cuộc gọi là tích sản cổ phiếu. Ở đó, tích sản cổ phiếu thì ở đó thì AZFIN Việt Nam sẽ hỗ trợ các anh chị về cái danh mục cổ phiếu mà các anh chị có thể yên tâm tích sản trong nhiều năm mà không bị ảnh hưởng đến công việc. Và lưu ý các anh chị, tích sản là mỗi tháng chúng ta chỉ mua một phần thu nhập ít ít thôi, vài triệu chẳng hạn, hoặc mua 100 cổ, hoặc anh chị nào nhiều hơn mua 200-300 cổ, thì đấy gọi là tích sản như kiểu gửi tiết kiệm thôi, chứ chưa phải là một cái giai đoạn đầu tư để mà bắt tiền đẻ ra tiền được. Đó, thì lúc ý chúng ta hãy tập trung thật mạnh vào công việc. Còn nếu các anh chị đã là giai đoạn thứ hai rồi ấy, thì lúc ý các anh chị đầu tư vào kênh vàng, chứng khoán, bất động sản hay trái phiếu vân vân bao nhiêu thì còn phải tùy thuộc vào cái kiến thức, cái kinh nghiệm về các kênh đầu tư của các anh chị. Nếu các anh chị cực kỳ am hiểu về bất động sản thì các anh chị hãy phân bổ nhiều vào bất động sản. Các anh chị cực kỳ am hiểu về cổ phiếu thì hãy phân bổ nhiều hơn vào cổ phiếu. Các anh chị am hiểu về trái phiếu doanh nghiệp chẳng hạn và yêu cầu cái rủi ro thấp hơn thì các anh chị phân bổ vào trái phiếu doanh nghiệp nhiều hơn một chút. Thì nó tùy thuộc vào cái năng lực cũng như cái hiểu biết và sự an tâm của chúng ta về cái kênh đầu tư ấy, thì chúng ta sẽ phân bổ. Còn riêng ở cái phần thứ ba, giai đoạn xây dựng để trường tồn, thì thực sự đây là một cái giai đoạn phân bổ tài sản cần phải đa dạng hóa đủ các kênh. Xuân hạ thu đông đều có đủ, thùa thỏ và rùa đều có đủ. Đó, thì chúng ta phân bổ đều, cả bất động sản có, cả chứng khoán có, và cả liên quan đến vàng có, gửi tiết kiệm cũng có. Thì đấy là tùy từng giai đoạn thì chúng ta sẽ phân bổ khác nhau, và tùy năng lực của bản thân mà chúng ta sẽ phân bổ khác nhau. Có mấy bạn trẻ có trao đổi về cái việc gọi là giai đoạn tích lũy tư bản, đúng không ạ? Nhiều bạn có hỏi rằng có nên mua nhà ngay khi ra trường vay để trả góp không? Thì xin thưa với các bạn, nếu mà gia đình chúng ta có điều kiện thì việc an cư rồi làm nghiệp là một việc vô cùng quan trọng. Thì chúng ta có thể dùng tiền đó chúng ta mua nhà, chúng ta mua xe và chúng ta đi làm cho nó an toàn. Tuy vậy, nếu mà chúng ta chưa thực sự là dư giả mà chúng ta cần phải đi vay để chúng ta mua trả góp nhà chẳng hạn, hoặc vay để mua trả góp ô tô, thì xin thưa các anh chị, cái điều đó nó sẽ kéo lùi cái sự phát triển của anh chị tối thiểu 5 đến 10 năm, thậm chí dài hơn. Còn nếu mà những cái lúc mà thu nhập mọi thứ của chúng ta chưa cao, chưa tốt, thì chúng ta có thể tạm thời đi thuê nhà, đúng không ạ? Đi xe, chúng ta đi xe máy, đúng không ạ? Ăn uống thì đơn giản, thì khi đó chúng ta sẽ tiết kiệm và chúng ta tích lũy được nhiều hơn. Vì như Phục đã nói, một đồng tiết kiệm bây giờ là bằng thậm chí 10, 20, 30, 40 đồng trong tương lai. Đó, thì lúc đầu chúng ta hãy cố gắng tạo một cái thói quen tiết kiệm hợp lý, chi tiêu thông minh để sao cho chúng ta tiết kiệm được nhiều nhất, hướng đến những cái giai đoạn lớn lao hơn, đó là tự do tài chính trong tương lai. Còn nếu chúng ta chưa chi, chúng ta đã muốn an cư rồi trong khi tài chính chúng ta chưa mạnh, thì điều đó nó có thể khiến quý vị đi lùi khoảng 10 đến 15 năm, thậm chí dài hơn. Có anh hỏi Phục năm nay bao nhiêu tuổi. Xin thưa với anh, Phục ít tuổi lắm. Phục năm nay mới ngoài 30 một chút thôi, cũng rất là nhỏ tuổi thôi. Và cũng rất may là trong quá trình ở trên trong quá trình làm việc trong từ lúc ra trường đến nay thì Phục cũng đúc rút được rất nhiều thứ và cũng đang tuân thủ theo các cái giai đoạn này một cách nghiêm ngặt. Và cũng rất may là cũng đạt được những cái thành quả nhất định trong cái việc tuân thủ này.
Vâng, có anh Quân Hoàng có hỏi là 40 tuổi mới bắt đầu có được không? Thì xin thưa với anh là không bao giờ là quá muộn cả. Lúc nào cũng được. Nếu 40 tuổi anh bắt đầu hơi muộn hơn mọi người đúng không ạ? Thì lúc đó anh cần phải chú trọng rất nhiều đến sức khỏe để cho 60 tuổi anh vẫn khỏe như 40 tuổi. Đúng không ạ? Như 50 tuổi. Thế thành ra lúc ý khi đó anh tự do tài chính rồi. Thì mọi thứ sức khỏe vẫn tốt đúng không ạ? Vẫn có thể hưởng thụ những cái thành quả chúng ta rồi vẫn có thể đi lan tỏa chia sẻ cho mọi người. Thì không bao giờ là quá muộn cả. Và đặc biệt bây giờ anh 40 tuổi, anh bắt đầu và anh kéo con các anh bắt đầu từ lúc sớm. Thế như vậy là gia đình sẽ cùng nhau tự do tài chính rất sớm và các con anh cũng sẽ sớm có được cái kết quả rất tích cực. Và đặc biệt là giai đoạn này mà anh bắt đầu cùng với gia đình, cùng với con cái thì rõ ràng là chúng ta kéo luôn cả một tập thể đi. Rất là tốt, rất là tốt ạ. Và bạn Nhung Nguyễn có bảo là bạn mua quỹ ETF được không? Thì quỹ ETF nếu mà bạn không hiểu nhiều về cổ phiếu riêng lẻ thì tốt nhất là bạn cũng nên mua ETF. Nhưng mà lưu ý bạn phải mua những cái ETF mà uy tín của các cái công ty uy tín và hiệu quả cao. Đặc biệt những lúc cái thị trường sụt giảm mạnh thì lúc ý cần là những lúc tích lũy ETF. Và bạn hãy mua ETF theo cái chiến lược gọi là tích lũy cổ phiếu đi, tích lũy đó, tích sản cổ phiếu ấy, thì bạn là tích sản ETF. Hàng tháng bạn mua một chút, mua một chút, mua một chút. Thì đến bao giờ nó đạt đủ mục tiêu của bạn, bạn có thể bán ra về tiền chẳng hạn. Hoặc nếu không đủ mục tiêu mà bạn cảm thấy nó lên quá cao rồi, cuối chu kỳ kinh tế thì bạn có thể bán ra. Có anh hỏi rằng công việc bây giờ, có bạn hỏi rằng công việc bây giờ khó khăn quá, làm sao để tìm được công việc phù hợp với năng lực và triển vọng tương lai, đúng không ạ? Thì đầu tiên là cái công việc có triển vọng trong tương lai ấy, thì các anh chị có thể tham khảo cái clip Phục đã trình bày ở trên kênh Chứng khoán TV AZFIN Việt Nam. Đó là các cái hình thái thu nhập để chúng ta hướng đến những công việc như thế nào. Mà càng về lâu dài, càng già càng cay, càng có kinh nghiệm tiền càng nhiều, đó, thu nhập càng cao. Chứ không phải công việc mà càng có tuổi thì thu nhập càng xuống là những công việc gọi là không nên tập trung vào. Rồi thêm vào điều đó là bây giờ công việc rất khó khăn, làm sao chọn được cái công việc phù hợp với năng lực, đúng không ạ? Thì xin thưa với các anh chị, thì cái này chúng ta bắt buộc phải xây dựng rồi. Chúng ta định hướng nghề nghiệp như thế nào rồi thì chúng ta cần phải tìm hiểu nó rất kỹ, ngày đêm tìm hiểu, ngày đêm chăm lo vì nó, thì khi đó cuối cùng chúng ta sẽ kiếm được cái công nghiệp phù hợp trong cái lĩnh vực đó mà thôi. Điều này là một điều không quá khó nếu chúng ta tập trung, nếu chúng ta tập trung hết sức mình vào cái công việc đó. Vâng, chú hay anh hay chú Hà Hải Long có hỏi là xin cho hỏi thời điểm này có nên đầu tư vàng không? Trong danh mục đầu tư của Phục có vàng không? Mua vàng hiện tại có là chỗ trú ẩn sinh lời tương lai lạm phát xa hậu Covid không? Thì trước tiên vàng là một kênh truyền thống của cha ông chúng ta từ ngày xưa là hay tích lũy vào vàng. Và kênh này đúng là dù sao cái tài sản vàng ấy thì ít nhất trong 10 năm tới nó vẫn là một cái tài sản trú ẩn rất tốt, giữ giá trị rất tốt. Thì trong cái việc phân bổ tài sản ấy thì Phục cũng tin rằng chúng ta cũng nên phân bổ một phần cho vàng, ví dụ khoảng 10% chẳng hạn. Còn nếu mà đã xác định liên quan đến tâm thế thời điểm có nên vào để tăng giá hay không thì vàng nó sẽ tăng giá rất tốt trong cái thời kỳ mà người ta nghĩ rằng tương lai sẽ bất ổn. Còn nếu bây giờ chúng ta nghĩ rằng là 2022, 2023, 2024 nó sẽ rất bất ổn thì vàng có khả năng tăng giá cao. Còn nếu chúng ta nghĩ rằng 2022, 2023, 2024 mà kinh tế phát triển mạnh mẽ, ổn định, tốt thì lúc ý vàng thì nó sẽ tỏ ra kém sinh lời. Đó. Tuy vậy thì cái lời khuyên tốt nhất là chúng ta có nên tích vàng và mỗi tích khoảng một độ 1 phần 10 thu nhập đến 1 phần 5 thu nhập của chúng ta có thể bỏ ra, chúng ta tích vào vàng. Đó. Và cái giai đoạn bán vàng tốt nhất đó là giai đoạn mà giá vàng tăng âm ầm phi mã, tức là lúc suy thoái kinh tế xảy ra âm ầm, sau đó một thời gian thì giá vàng sẽ tăng rất mạnh. Chính điều kiện đó là điều kiện chốt lời rất rất tốt. Còn về trong cái danh mục đầu tư của Phục có vàng không thì xin thưa với anh, đó là danh mục của Phục hiện nay là không có vàng. Về cơ bản, bởi vì Phục cũng hiện nay danh mục đầu tư gồm có hai loại là chính. Một là liên quan đến bất động sản thì có một phần. Thứ hai là cổ phiếu. Bởi vì Phục là chuyên về đầu tư cổ phiếu hơn, thế thành ra hiểu về nó và an tâm vì nó, chính vì thế Phục bỏ nhiều hơn vào cổ phiếu. Thì bên cạnh đó,
thì trong khoảng đôi 3 năm nữa thì Phục cũng có kế hoạch có tích lũy cả vàng nữa. Vâng, có chị Phan Thùy có hỏi về làm clip về mua trái phiếu đi. Thì thực sự là trên kênh Chứng khoán TV AZFIN Việt Nam thì cũng mới có một cái clip về trái phiếu rồi đấy, chị có thể lên tham khảo ở trên đó. Còn tiếp theo là các cái clip sâu hơn nữa về trái phiếu thì Phục cũng sẽ có những cái clip tiếp theo để gửi đến các anh chị về cái vấn đề này. Và bạn Minh Đức có hỏi là thời điểm này là thời điểm nên tích bất động sản và tích sản cổ phiếu, tích vàng. Đó, ok, cảm ơn bạn đã chia sẻ. Thì cái gì nó định giá rẻ và nó có triển vọng trong tương lai tốt thì chúng ta đều nên tích cả. Đó. Còn cái gì mà nó chưa được rẻ lắm thì thôi chúng ta tốt nhất là không bỏ tiền vào. Đó. Còn rẻ hay không thì lúc ấy còn phải phụ thuộc vào việc kiến thức của chúng ta về các cái kênh đầu tư ấy như thế nào. Như thế nào. Vâng. Vâng ạ, chị Hạnh có chia sẻ là mình còn trên 40 cơ nên kệ đi nhảy, tức là có thể bắt đầu như lúc nào cũng được ạ. Kể cả 5-60 bắt đầu cũng không bao giờ muộn cả. Chúng ta có thể thấy rằng ví dụ ông chủ của cái chuỗi gà rán KFC đúng không ạ? Ông ấy khởi nghiệp từ rất là muộn. Rất muộn ông mới khởi nghiệp đúng không ạ? Và vẫn rất thành công. Đúng không ạ? Chúng ta không bao giờ là muộn cả. Vâng ạ. Ok. Thì nếu các anh chị không có những cái trao đổi gì thêm thì Phục xin kết thúc chương trình tại đây. Và chúc các anh chị có được những cái nội dung cần thiết để ứng dụng vào bản thân, để có thể phát triển bản thân hướng đến tự do tài chính, để hướng đến xã hội phát triển hơn, hướng đến Việt Nam hùng cường hơn. Thì xin chào các anh chị, chúc các anh chị luôn thành công ạ.